Này vô được mang lưng nhỏ nhỏ lên. Cái này hay ốc vô nhóc luôn. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là mình đi theo chân có ông cậu mình đi dở lú thử cái gùa quay chụp video cho bạn xem nha bạn. Đây là mấy cái lú này bạn ơi. Cậu mình thì đang dở, ông cậu mình thì đang dở nha bạn. Giờ này tầm khoảng là 1 giờ mấy nha bạn. Giờ để mình tiến tới quay cho bạn xem nha bạn. Đây là mấy cái lú này bạn ơi. Đó, cá phóng, đó, đó. Quá cho phóng rồi nè. Đây nha mày. Ở đây là mấy cái lú nữa nè. Đây nha mày. Thấy cá là không có trời luôn nè. Đây giờ ông cậu mình đang dở nha mày. Nãy dở được mấy cá không cậu? Yeah. Cá nhảy nhóc luôn nè. Cá quá mà nó chạy ít. Nắng quá. Dạ. Dạ. Yeah. Này chứ cái gô cái sặc thôi mà. Dạ. Này đêm đặt được khoảng nhiêu ký không cậu? Dạ, yeah. Bữa trúng bữa thất phải không? Dạ. Yeah. Giờ sẽ dở tới cái đầu nha mày. Cá sặc nhiều. Ốc bỏ riêng, cá bỏ riêng không cậu? Hay là bỏ chung luôn? Dạ. Này dở tới sáng thì cần không cả. Dạ, này lội giấc 1 giờ sáng, 1 2 giờ sáng chứ. Chuyện lội lội nước rồi còn lội giấc 1 2 giờ sáng. Này bữa trúng bữa thất nó chứ không phải bữa nào cũng nó cũng trung bình nhiều nhiều hết. Dạ. Cái này vô được con lươn. Con lươn như cái lóc cứng nha bạn.
còn nhiêu là cái gô cái sặc gắn mua súng hay không cả. Nói gì á? Con đang lường. Con kia. Nói gì con bông à? Cái một súng. Một súng lai hả? Dạ. Cá lóc với lương này mình gọng mình bán riêng nha bạn. Đây thì bên đây có men cá gồ mè hẻo út nữa nè. Này còn một đầu nữa nha bạn. Cái này chắc chạy nhiều nè, thấy nó nhảy quá trời. Hả? Cái này chắc chạy nhiều thấy nó nhảy quá trời. Không, yeah. Không bận đêm hôm á. Đêm hôm nhiều hơn không cậu? Ừ, cá chạy nhiều hơn. Dạ. Hôm qua có trời mưa đó. Dạ. Yeah. Trời mưa cá nó đi nhiều. Trời nắng nó cái này về cái đầu này chạy nhiều nha mày. Này vô được mang lưng nhỏ nhỏ lên. Con lưng nhỏ. Dạ. Thấy cái nào cũng chạy gì em mới hơn đi đỡ rồi. Dạ. Yeah. Ốc đồng này nó bắt dữ lắm mà còn hoài luôn. Trước nó đẻ cái chỗ nào nó cũng đẻ. Lú đọt nó đẻ. Chắc gì quá, thấy cái đầu gắn. Gắn. Mà gắn gì không biết. Gắn nước hay gì? Đây con hả?
Ừ, găng này găng chịu cá. Còn con này như găng nước gì. Thấy đầu giống á. Luôn đầu gách, gách lỗ luôn nè. Rồi, để em vừa lấy. Dạ. Dạ. Phải ăn nước không ta? Nước hả? Đúng rồi, ăn nước không em ơi. Con nó hung dữ lắm á. Táp, táp gì lắm. Còn gắn nước chứ, còn gắn vào cá nha mày. Dạ. Giờ ông cầu mình sẽ đi lấy cái túi để đựng mấy con gắn nha mày. Chứ đây không để ngoài này là nó phóng ra mày, tại nó bự mà mày. Gắn nước nó không dữ lắm nha em cả. Ừ. Lẹ lắm. Nó không có độc mà nó cắn ra cũng ra máu. Dạ. Dạ. Đợt cắt lúa ở đây cũng bắt được 5-6 con vậy đó. Về đợt nhiều gây nhiều gắn nước lắm. Mấy con gãy ra quá. Dạ. Có túi gì là bỏ vô là an toàn luôn đó. Con gắn chung đồ mà bỏ đi tới đi luôn, giờ thả vỏ nó bò vòng vỏ chơi. Nó chung như mũi không à? Không, chung vô sạch chỗ ngủ đó. À. Chịu cái nó bò ra mát trời nó bò ra. Nó cười nó có bọn với không cơ. Cái này thấy ốc vô nhấp luôn. Cái chơi nhiều không ạ? Cái mà được con khai thôi. Dạ. Còn 10 cái nữa.
cái đó con mới mở dây. Dạ. Cái này hay cái đầu này không à? Dạ. Có 36 cái à. Mình thấy 40, 39. Dạ. Mình nói là Tự dở rồi, tự đổ, tự lựa luôn. Bởi vì nó lâu hơn. Nó trọng nó mau, nó gấp đôi vậy. Dạ. Giờ cái đồng này còn cái lớp cứng nhiều, cái lớp bự nó bắt muốn hết. Mấy con? Giờ thấy đâu có mấy con đó. Dạ. Hôm qua cá nhỏ cá tửng tửng gì đó. Cũng nó nhỏ hơn bữa nay. Dạ. Bữa nay khúc trên này không chạy. Nhiều được cỡ nhiêu ký không cậu? Có 56 ký rồi. Dạ. Nó chỉ phần quá nó vậy đó con ốc. Dạ. Ốc thì bao luôn. Bành bành mấy ốc. Cá này cỡ hai mấy ký cậu? Có 25 ký. Dạ. Cá mòi bán ký nhiêu? Bán được thường có khi 5.000 có, 7.000 có. Dạ. Yeah. Mà cá này tươi gói luôn. Vô mùa mới được vậy ha, còn đâu mùa kia không có rồi. Dạ. Mùa này đỡ đỡ vậy đó, còn mùa kia là kêu. Mùa hót kiếm được, gạo là được. Dạ. Yeah.